Tiếp nối diễn biến giang dở cuối tập trước, sau khi đánh đuổi băng hỏa cốc và tiêu diệt thanh hải tôn giả, mọi người lại vào trong Diệp gia nghỉ ngơi. Dự tính của hắn vẫn là cứu Dược Lão từ trong tay hồn điện. Huân Nhi cũng đoán ra được lai lịch về lão sư của Tiêu Viêm là Dược Trần. Được biết, thuật luyện dược của ông ấy trên đấu khí đại lục này hiếm ai có thể sánh bằng. Huân Nhi nhắc nhở, với thực lực hiện tại của hắn, dù có hai vị đấu tôn hỗ trợ thì cũng khó có thể cứu Dược Lão thoát khỏi tay hồn điện được. Hắn tuyệt đối không được manh động. Trong lúc đó, Linh Tuyền thống lĩnh của cổ tộc nhận được lệnh từ trưởng lão đi tới Diệp Thành, đưa Huân Nhi về cổ giới. Biết Tiêu Viêm cũng ở Diệp Thành, gã ta càng tức giận. Ngày trước đã cảnh cáo rồi, xem ra lời nói của gã đã bị Tiêu Viêm bỏ ngoài tai rồi. Buổi tối hôm đó, Tiêu Viêm vừa mới tu luyện xong thì Huân Nhi lại đi tới. Nàng chủ động đưa ba ấn cuối cùng của đấu kỹ đề ấn quyết cho hắn. Với thực lực đấu tông của hắn đã có thể luyện đến ấn thứ ba. Sau khi đạt đấu tôn mới đủ điều kiện tu luyện ấn thứ tư, Tiêu Viêm vô cùng cảm kích. Huân Nhi lại tạo ra một kết giới ngăn cách xung quanh rồi mới hỏi về chuyện đà xá cổ đế ngọc. Cổ tộc của nàng cũng muốn có thứ đó. Từ sau thời viễn cổ đã không có cường giả nào đột phá đến đấu đế nữa. Mà đà xá cổ đế lại là vị đấu đế cuối cùng xuất hiện trên đấu khí đại lục. Ông ta để lại một tòa cung điện. Đà xá cổ đế ngọc chính là chìa khóa để mở cung điện. Đến đây thì Tiêu Viêm cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao cổ tộc lẫn hồn điện đều muốn tìm kiếm nó. Huân Nhi còn cho biết thêm rằng Tiêu gia từng là thế lực hàng đầu trên đấu khí đại lục. Tổ tiên Tiêu Huyền của Tiêu gia lại là một thiên tài tuyệt luân, chỉ sau vài trăm năm đã đứng trên đỉnh đại lục. Tiêu gia có mối quan hệ rất tốt với cổ tộc. Vậy nên sau khi Tiêu Huyền ngã xuống đã kết giao ước nhờ cổ tộc trông nom Tiêu gia, giữ lại huyết mạch Tiêu gia trong thời khắc quan trọng. Đáng tiếc rằng sau khi Tiêu gia suy tàn, gia tộc đã phải rời khỏi Trung Châu, cuối cùng lưu lạc đến Gia Mã Đế Quốc, giao ước cũng mất đi hiệu lực. Nói cho cùng, dù Tiêu gia đã xuống dốc, thì Tiêu Viêm vẫn được thừa hưởng rất nhiều lợi ích mà tổ tiên đã để lại. Nhiệm vụ của Huân Nhi là lấy lại đà xá cổ đế ngọc của Tiêu gia. Phía bên ngoài, hai lão gia cổ tộc đã ở ngoài phòng nghe lén, sợ rằng tiểu thư và Tiêu Viêm sẽ không kiềm chế được. Trong lòng bọn họ vô cùng lo lắng. Huân Nhi biết bọn họ đang nghe lén, nên lập tức ra ngoài khiến cho hai lão gia cảm thấy ngượng ngùng. Họ cố gắng giải thích rằng mình chỉ đang đi ngang qua mà thôi, sau đó kiếm cớ rời đi. Tiêu Viêm ngồi lên giường, thứ hắn cần bây giờ là gia tăng sức mạnh. Ma độc ban trong cơ thể vẫn còn, với thực lực của hắn hiện tại, muốn luyện hóa hoàn toàn ma độc ban không còn là vấn đề nữa. Trong lúc hắn đang tu luyện thì Huân Nhi và Tiểu Y Tiên lại ngồi trò chuyện đánh cờ với nhau. Huân Nhi hỏi ẩn ý rằng mình từng nghe Tiêu Viêm nói Tiểu Y Tiên là bạn tốt nhất của hắn. Lời này đang muốn xác nhận mối quan hệ. Nếu Tiểu Y Tiên khẳng định thì mối quan hệ giữa hai người chỉ dừng lại ở bạn tốt. Tiểu Y Tiên cũng trực tiếp thừa nhận, Huân Nhi lại muốn cô ấy chiếu cố Tiêu Viêm nhiều hơn. Tiểu Y Tiên cho biết rằng chỉ cần mình còn sống thì hắn sẽ không sao. Đúng vào lúc này, Linh Tuyền thống lĩnh đã dẫn quân đi tới Diệp Gia. Thực lực tên này đã là năm tinh đấu tông. Huân Nhi muốn ở lại thêm 2 ngày nữa, nhưng mà Linh Tuyền lại không cho. Ngoài lệnh của trưởng lão trong tộc, thì gã ta cũng không muốn Huân Nhi ở cạnh Tiêu Viêm thêm giây phút nào. Linh Tuyền trực tiếp giáo tên của Tiêu Viêm, muốn nam chính ra ngoài gặp mặt trò chuyện một chút. Trưởng lão trong tộc muốn đưa Tiêu Viêm về cổ tộc làm khách. Huân Nhi hiểu những lời đó có ý nghĩa như thế nào. Nếu Tiêu Viêm thực sự bị đưa tới cổ tộc, vậy thì Tiêu Viêm sẽ bị tra hỏi về chuyện đà xá cổ đế ngọc. Khi mà chưa có tin tức của nó, thì hắn rất khó thoát ra ngoài. Linh Tuyền có lệnh bài của trưởng lão nên Huân Nhi không làm gì được. Nghe người khác réo tên, Tiêu Viêm cũng đi ra ngoài gặp mặt. Sau khi tu luyện, thực lực của hắn đã tăng lên từ 2 tinh lên tận 4 tinh đấu tông, kém hơn Linh Tuyền một chút nên gã ta lấy cớ này để khinh thường. Không ngờ Tiêu gia đã sa sút đến thế này mà vẫn xuất hiện được một đấu tông, thật là khiến gã bất ngờ. Tiêu Viêm trực tiếp chỉ tay khiêu khích, hành động này đúng là rất ngứa đòn mà. Linh Tuyền muốn động thủ thì Tiểu Y Tiên đã uy hiếp gã, còn tiến thêm một bước nữa thì sẽ chết. Ngày trước Tiêu Viêm được Huân Nhi ra mặt, bây giờ lại là Tiểu Y Tiên. Linh Tuyền lập tức khinh thường, hết lần này tới lần khác vẫn là dựa vào nữ nhân, bao giờ thì hắn mới có thể tự mình đứng lên đây. Nếu tổ tiên dưới suối vàng mà biết thì sợ rằng chết cũng không được yên. Lời này đúng là đã quá đà rồi. Huân Nhi nghe xong cũng tức giận thay cho Tiêu Viêm. Nàng đề nghị hắn cứ việc động thủ, mọi hậu quả cứ để nàng lo.
Tiêu Viêm trực tiếp khiêu khích gã muốn đánh một với một hay cả nhóm xông lên cùng một lúc đây. Đến đây thì màn đấu võ mồm cũng xong, Linh Tuyền rút vũ khí xông lên. Tiêu Viêm cũng bay đến tung nắm đấm đáp trả lại. Hai bên vờn nhau vài chiêu, Linh Tuyền chém ra vài chục luồng kinh lực nhưng đều bị Tiêu Viêm tránh né. Thậm chí Tiêu Viêm còn thản nhiên dùng hai ngón tay chặn lại trường thương của Linh Tuyền rồi bẻ gãy vũ khí. Nhận ra lần này mình gặp cục đá cứng rồi, Linh Tuyền vội thi triển đấu kỹ để ấn quyết. Tiêu Viêm sử dụng thiên hòa tam huyền biến, gia tăng sức mạnh rồi lao vút đến chỗ đối thủ. Để ấn quyết chưa kịp đánh ra thì Nam Chính đã vòng qua phía sau lưng tác động vật lý vào người Linh Tuyền. Sau đó ném gã ta bay xuống đất hít bụi. Hắn tặng cho Linh Tuyền một lời nhận xét ngắn gọn rằng không đỡ nổi một đòn. Những tên đi theo Linh Tuyền nhìn thấy kết quả này cũng giật mình. Thực lực Tiêu Viêm mạnh mẽ hơn bọn họ tưởng tượng. Hai lão già cổ tộc được một phen hả hê. Bà nãy Linh Tuyền nói năng kiêu ngạo, bây giờ tự chuộc lấy nhục nhã, đúng là đáng đời mà. Lần này bị mất hết uy nghiêm rồi, nếu không lấy lại thì sau khi trở về tộc, gã ta sẽ trở thành trò cười để người khác đem ra khinh thường. Mất hết mặt mũi và chẳng còn chỗ đứng nữa. Vậy là Linh Tuyền điền tiết, sử dụng ra bí pháp gia tăng thực lực, chấp nhận việc tổn hại đến căn cơ để lấy sức mạnh đàn áp Tiêu Viêm. Danh dự lúc này đã lớn hơn mạng sống rồi. Gã ta cầm theo trường thương xông lên đâm liên tục. Tiêu Viêm đứng yên một chỗ ngăn cản, rồi tặng ngược lại một cú móc, khiến gã ta bay ra xa trăm mét. Tiếp tục giao thủ, Linh Tuyền càng đánh càng bị ăn đòn thêm. Gã ta mất hết lý trí, quyết định sẽ liều mạng thi triển ấn thứ hai của đề ấn quyết. Linh Tuyền đều biết rằng Tiêu Viêm cũng tu luyện đấu kỹ này nên biết được nhược điểm của nó là mất nhiều thời gian để thi triển. Hắn chấp thời cơ bay đến ngăn cản, rồi dùng nắm đấm tác động vật lý vào mặt đối thủ. Chưa đẩy cho tên này đứng dậy thì Tiêu Viêm đã cầm cổ Linh Tuyền nhấc lên như con gà. Sau đó ném mạnh xuống đất để gã ta hít bụi lần thứ ba. Cuộc chiến kết thúc, Tiêu Viêm dạy cho tên hống hách đó một bài học, đòi lại được tôn nghiêm, mà Huân Nhi cũng an tâm quay trở về cổ tộc. Và tập phim đến đây khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau nhé!